chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đan tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Nam thư khóc nghẹn chính thức rút khỏi bạn muốn hẹn hò vì áp lực. Theo thông tin mới nhất, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ đồng hành cùng MC Quyền Linh trong mùa mới của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ thay thế Nam Thư, đảm nhận vai trò kết duyên tại Bạn Muốn Hẹn Hò mùa mới. Chiều 29 tháng 10, nhà sản xuất chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tổ chức họp báo để nhìn lại 6 năm phát sóng thành công và công bố thông tin Nam Thư rời vị trí MC. Trước hành trình năm thứ 7, bà mối đương nhiệm Nam Thư chia sẻ không thể tiếp tục đồng hành cùng Bạn Muốn Hẹn Hò vì nhiều dự án cá nhân trong vai trò sản xuất. Nam Thư chia sẻ lý do rút khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngay sau đó, phía Nam Thư cũng lên tiếng xác nhận thông tin này và cho biết cô rút khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò vì áp lực và nhận thấy mình chưa thể hoàn thành trọn vẹn vai trò này. Tôi biết quyết định này sẽ khiến người xem bất ngờ vì sự thay đổi MC sẽ phần nào làm khán giả khó chịu. Tuy nhiên, mong mọi người hiểu rằng thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành tốt vai trò này. Dừng lại Bạn Muốn Hẹn Hò hoàn toàn là chủ đích của tôi. Bản thân tôi và ekip của mình cũng đã bàn bạc, thảo luận với phía nhà sản xuất để đưa ra quyết định này. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, tôi muốn tập trung nhiều vào công việc diễn viên, cũng như vai trò sản xuất đúng như chuyên môn được đào tạo. Có lẽ khi đứng ở vai trò diễn viên, tôi mới thực sự cảm thấy tự tin, thoải mái và tỏa sáng nhất, Nam Thư chia sẻ với truyền thông. Đại diện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng xác nhận thông tin nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ thay thế Nam Thư, đồng hành cùng Quyền Linh ở mùa mới. Hồng Vân, Quyền Linh sẽ là bộ đôi kết duyên mới của Bạn Muốn Hẹn Hò. Rời khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò, tôi không can tâm. Làm MC Bạn Muốn Hẹn Hò, tôi đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vui có, buồn có và tổn thương cũng có. Tôi rất cảm ơn Bạn Muốn Hẹn Hò vì chỉ qua một thời gian rất ngắn mà đã cho tôi quá nhiều trải nghiệm bài học. Qua đó tôi đã lớn hơn rất nhiều, tôi xin tuyên bố rút khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là điều cực kỳ buồn với tôi, anh Quyền Linh cứ nói sao lại bỏ anh đi, anh nào có tội tình gì, nhưng công việc của tôi rất bận. Tôi còn nhiều dự án khác nữa nên thật sự không thu xếp được thời gian để chạy theo lịch của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dừng chân ở đây ngay lúc này, rời khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò tôi không cam tâm. Qua một thời điểm nhạy cảm, bão giông, tôi vẫn trụ được để đứng vững, nhưng bây giờ lại rút vì công việc không được cho phép. Tôi rất tiếc vì đến bây giờ khán giả bắt đầu công nhận tôi, khen ngợi tôi, động viên tôi. Nhiều người gửi thư, nhắn tin bảo tôi cố gắng và tôi cũng đang rất cố gắng. 6 tháng đầu làm chương trình này, tôi bị phản ứng rất nhiều nhưng đến giờ phản ứng tiêu cực đã bớt dần thì tôi lại không thể đồng hành tiếp tục được nữa. Đây là điều tôi tiếc nuối vô cùng. Còn rất nhiều lý do khác khiến tôi rút khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò mà tôi không thể chia sẻ. Nhưng MC chỉ chiếm 10% chương trình mà thôi, biên tập mới là người góp công tất cả. MC có thể thay đổi không sao hết. Nếu có ai thay thế tôi mong khán giả sẽ yêu quý họ, động viên họ. Trăm hay không bằng tay quen, có hay cỡ nào thì bắt tay vào làm thì cũng nhiều lạ lẫm. Hãy cho tôi và những người mới thay tôi một cơ hội và nhìn nhận họ nhẹ nhàng hơn. Đừng công kích họ coi như bao thứ để tôi chịu hết. Tôi mong mọi người vẫn sẽ luôn yêu mến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và yêu mến tôi. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có thể tôi sẽ là khách mời hoặc là người thân của khách mời. Tôi thực sự cảm ơn những ai đã yêu thương tôi, luôn bên cạnh tôi và cho tôi cơ hội để làm tốt vị trí MC chương trình này. Tôi biết ơn những người đã rộng lòng chấp nhận tôi 6 tháng qua. Tôi nói bận rộn công việc là một chuyện, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều lý do khác nhau khiến tôi rút khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhưng thôi, dừng chân ngay tại lúc này là được rồi. Tôi hết duyên với Bạn Muốn Hẹn Hò rồi, nên xin dừng tại đây.